Bộ phim Giải Mật, tập 35. Sasha, cô về đi. Mạnh Tiểu Nhân, anh tới rất đúng lúc. Qua đây nghe đi, có phải có sóng điện từ không? Có sao? Hình như tôi nghe không rõ. Không có. Nếu anh nói không có thì chắc là không có thật. Hôm nay thứ năm, khẩu hiệu kia rất dễ xuất hiện. Tôi chỉ sợ mình nghe sai sót. Yên tâm về đi. Vậy được, tôi về trước. Cậu đúng là may mắn vì gặp được tôi. Đây là nơi an toàn nhất trên thế giới mà tôi có thể nghĩ ra. Sau này chúng ta ở lại đây. Mỗi ngày
cậu giải đề trên giấy, tôi ngồi thuyền bắt cá. Sau đó tôi nấu cơm cho cậu. Cậu lấy nước thay tôi. Sau này hai chúng ta lại sinh một đám con trai, con gái. Cậu phải vĩnh viễn, vĩnh viễn ghi nhớ dáng vẻ mặt váy của tôi. Phải vĩnh viễn ghi nhớ hương vị ngọt ngào lúc tôi hôn cậu. Sau này dù cậu ở đâu, dù cậu ở cùng ai, sinh con cùng ai, cùng ai sống tới bạc đầu, chỉ cần có người hỏi cậu, người cậu thích nhất là ai? Thẩm Ngư. Đại đâu? Quay lại đây. Đại đâu? Đây đều do cậu giết à? Triệu Kỳ Vinh, vì sao người tôi quan tâm đều phải rời xa tôi? Hơn nữa, ngay cả cơ hội từ biệt cũng không cho tôi cơ hội. Ngay cả cậu cũng vậy. Trước khi đi, tôi có tới thăm cậu. Tối hôm đó, tôi đã đứng trước cửa phòng bệnh rất lâu. Vậy sao cậu không vô? Tôi vẫn luôn chờ cậu. Tôi có lỗi với cậu, không có mặt mũi nào gặp cậu. Người phải xin lỗi là tôi. Từ sau khi vào 701, tôi vẫn luôn gây họa, gây phiền phức cho mọi người. Nhiều người bị thương vì tôi, thậm chí là hy sinh. Ngay cả cậu cũng bị tôi liên lụy. Tôi rất hối hận. Lúc đó, nếu tôi xông ra, bị phát súng đó bắn chết, thì tôi đã trở thành anh hùng. Cậu nói lung tung cái gì vậy? Cậu chết rồi thì mẹ cậu phải làm sao? Nếu tôi thật sự chết thì mẹ tôi có thể có được tiền trợ cấp của tôi.
vừa vinh quang lại xa xỉ, tốt biết mấy. Đại đầu à, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã không ghét bỏ tôi, còn xem tôi là huynh đệ. Chúng ta mãi mãi là huynh đệ. Triệu Kỳ Vinh, cậu biết sau khi tôi tỉnh, chuyện đầu tiên nhớ tới là gì không? Là gì? Không phải mỗi tháng lúc cậu lãnh lương giúp tôi đều vay 10 đồng à? Một tháng tôi mới được 25 đồng, 7 tháng cậu đã vay tôi 70 đồng. Số tiền này khi nào trả? Không phải, cậu mất trí rồi à? Sao mấy chuyện này lại nhớ rõ như vậy? Hơn nữa, bây giờ cậu là phó trưởng ban, số tiền nhỏ đó có phải nên cho huynh đệ không? Anh em ruột còn phải tính toán. Cậu, đi thôi, tới giờ rồi. Tôi còn muốn chờ thêm một chút. Không được, phải lập tức đi. Ngồi xe mất 2 tiếng, trước khi trời tối bắt buộc phải vào thành. Khoan đã, khoan đã, chuyện gì vậy? Không phải cô ấy là bảo mật viên à? Chức quan của ai lớn hơn vậy? Như vậy là ai quản ai? Tôi lớn, tôi lớn vẫn phải nghe lời của cô ấy. Cậu có từng tiết lộ tin tức về hành động lần này cho người không tham gia vào hành động không? Không. Kẻ thức tỉnh có biết cậu không? Không biết. Cậu biết kẻ thức tỉnh không? Làm sao tôi có thể biết chứ? Tất nhiên là không. Cậu có gì che giấu tổ chức hay không? Không. Kẻ thức tỉnh, cô biết cô không? Không biết. Vậy cô có biết kẻ thức tỉnh không? Không biết.
Cô có từng tiết lộ tin tức về hành động lần này cho người không tham gia vào hành động không? Ngày mai, vào lúc kiểm tra, em cứ nhìn vào mắt tổ trưởng Lục. Sau đó, xem anh ấy là anh, thì em sẽ không cần lo lắng. Tôi đang hỏi cô. Không. Cô có gì che giấu tổ chức không? Xin lỗi. Đúng là tôi đã giấu một chuyện. Chú, dì, chúng ta tới rồi. Tiểu Phan à, mặc dù hôm nay Nghiêm Thực không tới tiễn chú dì, nhưng mà con có thể tới là chú dì cũng cảm thấy rất vui. Vừa khéo dì có chuyện muốn dặn con. Chú dì chỉ có một đứa con gái là Nghiêm Thực, con phải đối xử thật tốt với nó. Chú dì à, yên tâm đi, chuyện gì con cũng nghe theo cô ấy. À phải, con đã mua cho chú dì hai hộp điểm tâm của Quảng Nguyên Trai. Nghiêm Thực thích ăn nhất. Con nghĩ chú dì nhất định cũng sẽ thích. Được rồi, cảm ơn con. Vậy chúng ta vào đi. Được. Vì nguyên nhân trên, nên tôi cho rằng đồng chí Mạnh Tiểu Dân cố ý che giấu tình hình sức khỏe với tổ chức. Nếu nghi ngờ cậu ấy, thì vì sao cô không sớm phản ánh với tổ chức? Nếu nói ra là thật, thì rất có thể sẽ chặt đứt tiền đồ của một đồng chí. Nếu không đúng sự thật, thì là đổ oan cho đồng chí. Nên trong khoảng thời gian qua, trong lòng của tôi cảm thấy rất là mâu thuẫn. Nhưng mà tôi biết, tôi không thể nói dối tổ chức. Vậy còn chuyện gì cô muốn nói với tổ chức nữa không? Không còn. Nghiêm Thực tố cáo Mạnh Tiểu Dân à? Đúng vậy. Hơn nữa chuyện này còn là thật. Tôi đã xem tất cả ghi chép trực ban. Tin mật báo kẻ thức tỉnh bỏ trốn là Mạnh Tiểu Dân có được. Mà thứ năm này vừa hay là ngày cậu ấy trực ban. Chỉ cần xem ghi chép thì không khó nhận ra. Tử mật đều dùng khẩu hiệu khá ổn định, thường xuất hiện vào thứ năm. Trong hành động dây quét trước đây, có rất nhiều tin mật báo đều có được vào thứ năm. Mà thứ năm này lại không có tin mật báo nào. Vậy nên anh cho rằng Mạnh Tiểu Dân có thể đã nghe sót hoặc nghe nhầm mật báo. Hơn nữa còn cố tình che giấu việc tai của mình có vấn đề. Điều này vốn có thể khẳng định. Vậy đơn giản, chỉ cần chúng ta đưa Mạnh Tiểu Dân tới bệnh viện kiểm tra thì chân tướng sẽ sáng tỏ. Không được. Rốt cuộc cậu ấy thật sự không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy? Chúng ta còn phải tiếp tục quan sát. Vì sao phải chờ? Nếu Mạnh Tiểu Dân thật sự có vấn đề thì chúng ta nhất định phải tìm cách. Nếu không, tổn thất sẽ càng lớn. Vẫn chưa phải là lúc. Muốn bắt chính xác, chúng ta còn phải tiếp tục thả dây. Nhưng mà tôi chắc chắn cậu ấy hơi hoảng loạn. Chỉ cần cậu ấy hoảng loạn thì nhất định sẽ lộ sơ hở.
Hôm nay, nhà của họ gói sủi cảo. Tôi thấy bạn cậu đúng là quá đáng. Bọn họ ăn sủi cảo để chúng ta trực ở đây, cũng không bê mấy dĩa ra cho chúng ta ăn chung. Cô à, sủi cảo nóng rồi, cô nếm thử xem. Hôm nay gói sủi cảo cho Kim Trân ăn, mùi vị có ngon không? Phải để nó nói mới được. Nó là lãnh đạo, để nó nếm thử. Mau lên. Hôm nay phải gói nhiều sủi cảo một chút. Bên ngoài còn mấy đồng chí nữa, đều là thanh niên, ăn khỏe. Đồng chí Hà Sa Sa, tối qua cô thật sự không nghe được mật báo à? Cô chắc chứ? Lúc tôi trực ban, đúng là chẳng nghe được gì hết. Nhưng mà lúc tôi giao ban, hình như đã nghe thấy sóng điện từ. Vậy vì sao cô không kịp thời báo cáo? Vì sóng điện từ đó rất yếu, tôi không dám chắc chắn. Lúc đó vừa hay Mạnh Tiểu Dân tới giao ban. Tôi biết năng lực nghiệp vụ của mình có hạn, nên đã gọi anh ấy tới nghe thử. Sau đó anh ấy cũng nói là không nghe thấy. Tôi nghĩ nếu ta anh ấy cũng không nghe thấy thì chắc là không có gì. Vậy nên tôi đã không báo cáo. Xem ra tôi đã đổ oan cho bạn cậu. Ai kêu cậu ra ngoài? Cô giận rồi. Cô bảo cậu vào ăn sủi cảo, cậu lại không vào. Vậy nên tôi chỉ có thể đưa cho cậu ăn. Vậy cậu thay tôi cảm ơn cô. Bánh bao nhân tôm thịt, cậu nhất định sẽ thích. Mau về đi. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đừng cử động, tuyệt đối không được ra ngoài. Triệu Kỳ Vinh, Triệu Kỳ Vinh, tay súng đang ở đâu? Tòa nhà đối diện.
Triệu Kỳ Vinh, cố lên, xe cấp cứu sắp tới rồi. Đại đầu, lần này tôi xứng làm huynh đệ với cậu rồi chứ. Cậu vẫn luôn là huynh đệ tốt của tôi. Chết, chết ở đây không đáng. Cho dù trở thành liệt sĩ thì cũng không được chôn ở Nam Viện. Không được. Cậu sẽ không chết. Cậu sẽ không chết đâu. Tôi sẽ không để cho cậu chết. Đại đầu, hứa với tôi một chuyện. Tôi không hứa. Tôi không hứa cái gì hết. Cậu xem, nếu tôi thật sự chết rồi thì cậu phải đích thân giao tiền trợ cấp của tôi cho mẹ tôi. Nói với bà ấy, con trai bà ấy là một anh hùng. Triệu Kỳ Vinh, Triệu Kỳ Vinh, Triệu Kỳ Vinh. Cái gì? Dung Kim Trân bị ám sát. Tôi biết rồi. Dung Kim Trân sao rồi? Cậu ấy không sao. Phó cục trưởng Ngô đã tới nhà cậu ấy. Nhưng Triệu Kỳ Vinh, đã hy sinh. Hàn Bình, Hàn Bình, có. Cậu lập tức tới Ninh Châu một chuyến, hộ tống Dung Kim Trân về 701 an toàn. Rõ. Xem ra Châm không nhịn nổi nữa rồi. Anh em chúng ta có cần xin ban cảnh vệ, cách liên nghiêm thực và Mạnh Tiểu Dân để thẩm tra lại lần nữa. Không, điều tra Mạnh Tiểu Dân trước, đừng động tới nghiêm thực. Không phải anh nói hai người này đều có vấn đề à? Trước mắt mỗi bước tôi tính đều không sai, nhưng muốn bắt được Châm chúng ta còn phải đi một bước cuối cùng. Chờ một chút, anh nói mỗi một bước anh tính đều không sai, vậy vì sao không hành động trước? Vì sao phải để Dung Kim Trân mạo hiểm? Trịnh Đương à, Lục Nhượng có kế hoạch của anh ấy. Kế hoạch gì? Cái chết của Triệu Kỳ Vinh cũng là kế hoạch à? Không phải. Vì Triệu Kỳ Vinh hy sinh là ngoài ý muốn. Vì sao trước giờ không có chuyện ngoài ý muốn? Trưởng ban Trịnh, đừng làm khó quyết định. Cô ấy không hề biết tất cả kế hoạch của tôi. Tôi rất xin lỗi vì sự hy sinh của đồng chí Triệu Kỳ Vinh. Nhưng nhiệm vụ của tôi là phải bắt được Châm. Tôi cần bằng chứng xác thực.
Cho nên cũng chỉ có thể mạo hiểm. Mạo hiểm cái gì? Mang người của tôi ra mạo hiểm mà. Quốc Đình, Triệu Kỳ Rinh và Dung Kim Trân đều là binh lính tự tay cô huấn luyện. Với anh ta chẳng là gì, nhưng với cô cũng chẳng là gì à? Nếu như anh đã biết Dung Kim Trân gặp nguy hiểm thì sao không nói sớm? Nói thật điều này tôi không hề ngờ tới. Không tính toán chính xác, mục tiêu của hắn là Dung Kim Trân. Kể từ bây giờ, mỗi một chữ anh đều phải nói rõ cho tôi biết. Tôi phải biết toàn bộ kế hoạch của anh rốt cuộc là như thế nào. Nếu không dán cờ này, tôi tuyệt đối sẽ không đi chung với anh nữa. Cục trưởng Ngô, thật xin lỗi, còn phải phiền anh đích thân đi một chuyến. Nên làm à? Trong phạm vi quản lý của tôi, xảy ra chuyện như vậy, tôi rất áy náy. Tôi nhất định sẽ đảm bảo với lãnh đạo, tuyệt đối đảm bảo sự an toàn của đồng chí Dung Kim Trân. Đĩa sủi cảo này mang đi ăn trên đường, cũng không biết lần sau cô gói sủi cảo cho em phải chờ tới bao lâu. Cô à, vậy em đi trước. Chào cô. Tới bệnh viện nhân dân trước. Tâm trạng của cậu tôi hiểu, nhưng mệnh lệnh của tôi là trực tiếp hộ tống cậu về 701. Tôi nhất định phải tới bệnh viện. Không thể để một mình Triệu Kỳ Dinh ở lại đây. Tôi phải đưa cậu ấy về 701. Tới bệnh viện. Lên xe. Tôi đã uống rất nhiều thuốc, đã uống hết mấy lọ rồi. Mà vẫn không có hiệu quả. Tôi biết. Tôi biết tính quan trọng
của đôi ta tôi với 701. Không có nó, tôi là một kẻ vô dụng. Ban đầu tôi không dám nói, tôi cho rằng chỉ xảy ra chút vấn đề, sau đó sẽ dần dần khỏe lại. Nhưng mà sau này tôi nghe nói hành động thất bại, thì tôi càng không dám thừa nhận. Tôi sợ vì sai sót của tôi mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bây giờ tôi nói cậu nghe, có được không? Được. Mạnh Tiểu Dân, chúng tôi phải làm giám định y học toàn diện với đôi tai của cậu. Không thành vấn đề. Tôi yêu cầu cậu viết lại toàn bộ những lời vừa nói. Cậu phải chịu trách nhiệm với tổ chức. Được. Đây là mẹ em, kêu anh đưa cho em. Em xem, màu này rất hợp với em. Mặc dù lần này chú gì không gặp được em, cảm thấy rất tiếc, nhưng mà đã gặp anh nên cũng cảm thấy rất vui. Sao vậy? Có phải có chuyện gì không? Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay ở cửa phòng giám thính, trước mặt mọi người, người của ban cảnh vệ đã đưa Mạnh Tiểu Dân đi. Bọn họ nghi ngờ anh ấy là Châm. Mạnh Tiểu Dân là Châm mà? Là em tố cáo anh ấy với tổ trưởng Lục. Nếu anh ấy vô tội, thì cả đời này em sẽ không dám ngẩng đầu trước mặt anh ấy. Có phải anh rất thất vọng về em không? Có phải em đã quá ích kỷ? Em đừng nói như vậy. Anh hiểu em. Phải khai báo thành thật với tổ chức. Em không làm sai. Nếu Mạnh Tiểu Dân thật sự vô tội, thì bọn họ sẽ điều tra rõ, trả lại sự công bằng cho anh ấy. Anh nghĩ Mạnh Tiểu Dân không trách em đâu. Mong là anh ấy vô tội. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. À phải, anh còn mua cho em điểm tâm của Quảng Nguyên trai. Còn nữa, anh còn mua cho bố mẹ em hai hộp để họ mang về Thượng Hải ăn. Cảm ơn anh. Nếu có một ngày chúng ta thực sự kết hôn, thì em muốn mời ông chủ của Quảng Nguyên trai làm người chứng hôn cho chúng ta. Vì sao vậy? Vì điểm tâm của ông ấy là minh chứng cho việc anh quan tâm em. Nó đã chứng minh tình yêu của chúng ta.
Có được không hề dễ dàng gì. Đều nghe theo em hết. Mời ông ấy làm chứng hôn cho chúng ta. Cuối cùng, tôi đã đưa Triệu Kỳ Vinh về 701. Từ bạn học, chiến hữu, tới anh em, Triệu Kỳ Vinh đã dạy tôi rất nhiều thứ. Cậu ấy vẫn mơ ước trở thành anh hùng. Nhưng anh hùng thì nhất định phải chết à? Nếu thật sự như vậy, thì tôi tình nguyện mãi mãi làm huynh đệ với Triệu Kỳ Vinh. Đêm hôm đó, trên núi đặc biệt yên tĩnh, 701 dùng cách đặc biệt này chào đón đứa con trai Triệu Kỳ Vinh trở về. Tôi nghĩ chắc Triệu Kỳ Vinh đã mãn nguyện. Oh.